Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Pyra Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 4 và qua đó cũng sẽ có một số đánh giá, một số cái góc nhìn về phiên giao dịch đáo hạn phái sinh sắp tới. Và có lẽ đây là cái yếu tố cũng như đây là cái vấn đề mà được nhiều nhà đầu tư mình quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Và cũng chính cái yếu tố này nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư trong những cái phiên giao dịch vừa qua, khi mà lực cầu không giảm chảy vào thị trường, đặc biệt là trong cái tuần này. Khi chúng ta biết là tuần này là cái tuần của sự việc đáo hạn phái sinh ở thời điểm hiện tại. Vậy trong trước khi cái phiên đáo hạn phái sinh tới đấy thì những nhà đầu tư chứng khoán cơ sở như các anh chị nhà đầu tư ở đây thì chúng ta nên chuẩn bị những cái yếu tố như thế nào và cần đánh giá cái danh mục của mình ra sao để mình nắm giữ, hay là mình bán cổ phiếu bớt để mà mình chờ qua đáo hạn phái sinh rồi mình đầu tư tiếp, hay là mình tiếp tục mua cổ phiếu khi mà có những cái nhịp điều chỉnh của thị trường chung. Thì các cái thắc mắc, những cái vấn đề đó Thành sẽ trả lời trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì trước khi mà đánh giá về các yếu tố cần chú ý về một cái sự kiện đáo hạn phái sinh á, thì chúng ta sẽ chia sẻ và nhìn qua thị trường lại một tí trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nhìn chung phiên ngày hôm nay thị trường vẫn tiếp tục tăng nhẹ đâu đó khoảng 1.21 điểm. Thì với cái nhịp tăng nhẹ này, với góc độ cá nhân của Thành vẫn đánh giá đây là những cái nhịp tăng, những cái nhịp phục hồi rất là tích cực. Xét về mặt thanh khoản thì nó cũng đã có tín hiệu là nó phục hồi so với phiên giao dịch trước đó. Khi mà xét về tổng thể á, thì xét về tổng thể chúng ta sẽ thấy là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện ở giai đoạn phiên chiều, hay nói chính xác hơn là cuối phiên, tức là dòng tiền chảy vào thị trường rất là nhiều ở giai đoạn cuối phiên. Nhưng mà ở đầu phiên thì thanh khoản có phần là eo hẹp bớt. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lý nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về thị trường và thị trường vẫn không có quá nhiều tin tức để hỗ trợ, để ủng hộ ở thời điểm hiện tại đó. Nên là cái tâm lý lo ngại hoặc là sợ hãi là điều hoàn toàn bình thường thôi đó. Thì đây là những cái mà chúng ta vẫn hay gặp trên thị trường trong những cái thời điểm như thế này đấy. Tuy nhiên thì cái việc mà lực cầu đã nâng đỡ được chỉ số và giúp chỉ số giữ vững được trên mốc 1050 điểm thì góc độ cá nhân của Thành vẫn đánh giá đây là một cái tín hiệu tích cực. Thì với thị trường khi mà ở những cái diễn biến như thế này thì Thành sẽ có 3 cái kịch bản đưa ra cho anh chị nhà đầu tư. Thì ngày hôm qua nếu mà anh chị nào xem video của Thành thì chắc chắn cũng sẽ biết những kịch bản này rồi. Thứ nhất là đối với kịch bản đầu tiên là chỉ số có thể là sẽ phục hồi lên lại từ cái vùng này luôn. Phục hồi lên lại từ cái vùng 1050 điểm luôn, tức là chỉ số sẽ có đóng một cái cây nến xanh nè. Chỉ số sẽ có một cái cây nến xanh bứt thoát được cái vùng 1060 điểm này, để bứt thoát qua vùng 1060 điểm này luôn và đóng trên này và nối tiếp cái đà tăng ở trong giai đoạn sau đó. Thì đây có lẽ là một cái kịch bản tích cực nhất, và nếu mà chỉ số diễn ra được một cái cây nến xanh như vậy á, đóng được một cây nến xanh tăng lên á, thì chắc chắn chỉ số sẽ sớm vượt được những cái mốc kháng cự quanh 1080 điểm mà thôi. Vì cả cái quá trình nhịp điều chỉnh vừa rồi đâu đó khoảng 10 phiên vừa rồi á, nó là một cái nhịp rũ ha, nó là một nhịp rũ của một cái nhịp hồi, cái sóng hồi ở thời điểm hiện tại rồi đó. Nên là nếu mà chỉ số nó bứt thoát luôn, nó vượt qua được cái đường cản chéo hay là vượt qua mốc 1060 điểm á, thì nó sẽ còn đà đi tiếp rất là mạnh ở trong giai đoạn sắp tới. Còn nếu mà trong trường hợp chỉ số nó không vượt được, trong trường hợp là chỉ số nó không vượt được và chỉ số nó tiếp tục giằng co, hoặc nó có thể là lên đây, nó gặp 1060 rồi nó quay đầu nó điều chỉnh, nó điều chỉnh nó về đây, nó test lại nè, rồi nó lại hồi lên đấy đó. Thì đó là cái kịch bản thứ hai. Đây là cái kịch bản thứ hai mà Thành vẫn đề ra cho các anh chị nhà đầu tư của mình, tức là chỉ số đang có cái, thông qua hai phiên giao dịch vừa qua thì Thành thấy là cái áp lực bán tại vùng 1050 điểm á, nó dần dần nó vơi dần rồi, nó thấp bớt dần rồi, nó hạ nhiệt dần rồi, thì đây cũng là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên á, thì cái gọi là cái lực bán ở đây nè, cái lực bán ở đây nó giảm không đồng nghĩa với việc là chỉ số sẽ tăng được nha anh chị. Bởi vì chỉ số tăng á, thì bắt buộc phải có lực cầu. Đấy, như những video trước Thành có chia sẻ, khi không còn ai bán nữa nhưng cổ phiếu muốn lên được, muốn tăng được thì bắt buộc là phải có người mua đó. Thì khi mà lên những cái vùng này á, thì tự nhiên sẽ có áp lực bán trở lại. Có nghĩa là vùng này thì quanh 1050 thì nó lại không có, nhưng mà lên quanh 1060 hay 1065 gì đó, quanh cái vùng kháng cự phía trên đó, thì tự nhiên cái vùng này nó lại có áp lực bán trở lại. Nói đâu xa thì hôm nay nếu mà anh chị theo dõi một số cái cổ phiếu, những cái nhóm ngành hồi tích cực như là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản nè, thì trong quá trình phục hồi của nó cũng có những lúc mà nó giảm điểm, nó quay đầu rất là nhanh đó. Thì chứng tỏ là khi mà hồi lên trên đây thôi là gặp ngay lập tức gặp áp lực bán. Ở trên đây là có MA20 và MA10 nè, đóng vai trò làm kháng cự cho chỉ số ở thời điểm hiện tại ha. Nên là cá nhân Thành nghĩ với cái kịch bản này là một cái hướng đi thứ hai, là một cái kịch bản tương đối hợp lý cho cái bối cảnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta đang còn khá nhiều sự kiện tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Mà có những sự kiện mà nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư như vậy á, thì một phần nào đó nó sẽ hạn chế được cái lực cầu tham gia vào thị trường tại những cái thời điểm này đó. Thì đó là những cái mà anh chị cần phải lưu ý, là khi mà chỉ số mà nó không gọi là nó có nhịp hồi lên mà nó lực cầu nó yếu thì nó sẽ rất khó vượt chịu vùng này và rất có thể là nó sẽ có những nhịp rũ tiếp theo và nó test lại vùng bên dưới này luôn. Đấy, quanh 1040 điểm, hoặc là nó có nhịp test luôn ha, nó không cần tăng lên đó, nó có những nhịp test luôn. Đấy, nó test lại vùng hỗ trợ này luôn. Đó, thì đó là những cái góc nhìn ở đây, cái kịch bản thứ hai để mà anh chị nào có đầu tư thì chúng ta có thể là lưu ý thêm cho chỉ số trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi, một cái kịch bản thứ ba nữa thì kịch bản này nó hơi tiêu cực hơn một tí, tức là chỉ số sẽ có những nhịp test về vùng này, sau đó phục hồi lên trở lại, sau đó phục hồi lên trở lại nhưng không vượt được thành công và sau đó nối tiếp cái đà giảm và bước vào giai đoạn nối tiếp cái xu hướng giảm trong dài hạn. Thì ở thời điểm hiện tại thì chỉ số đang trong một cái kênh xu hướng tăng trung hạn, và khi mà chỉ số mà nó thủng được khỏi cái kênh này, tức là thủng khỏi vùng 1040 điểm á, thì nó sẽ rơi vào cái nối tiếp cái nhịp điều chỉnh dài hạn trong giai đoạn tiếp theo. Thì đó là những cái yếu tố mà anh chị cần phải lưu ý thêm trong giai đoạn tới để mà chúng ta chọn thời điểm đầu tư như thế nào cho nó hiệu quả ha. Rồi, đó thì với ba kịch bản này hy vọng sẽ đem lại một cái góc nhìn nó khách quan hơn cho anh chị trong giai đoạn sắp tới. Còn đối với thị trường ở thời điểm này thì một cái yếu tố mà chúng ta cũng cần quan tâm đó là về khối ngoại. Thì khối ngoại trong phiên giao dịch ngày hôm nay họ bắt đầu họ quay trở lại, họ mua ròng. Một cái tín hiệu rất là tích cực đến từ khối ngoại, đúng không ạ? Thì nhiều anh chị vẫn cho rằng là khối ngoại nó không có tác động nhiều tới thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên việc họ giảm áp lực bán ròng cũng là một cách họ đang tác động tới thị trường rồi anh chị. Khi mà họ giảm áp lực bán ròng như vậy thì nó đã là một cái yếu tố mà nó tác động rất mạnh tới thị trường rồi. Nếu mà anh chị hình dung trong hai phiên vừa qua mà khối ngoại họ tiếp tục bán ròng mạnh như thế này thì liệu chỉ số nó còn giữ được ở những cái vùng trên 1050 điểm hay không? Hay là nó thủng luôn cái đường trend line này? Đó, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị thấy là những cái phiên trước mà bán ròng anh chị thấy là giảm và giảm rất là sâu, đúng không? Đấy, những cái phiên bán ròng mạnh là chỉ số nó giảm và nó giảm rất là sâu luôn. Thì từ đó chúng ta thấy là một phần nào đó khối ngoại cũng đang tác động rất là mạnh tới cái diễn biến của thị trường ở thời điểm này. Đó, rồi, đó thì việc khối ngoại quay trở lại mua ròng cũng là một cái yếu tố tích cực trong cái giai đoạn sắp tới để mà gọi là nâng đỡ cho chỉ số tại những vùng này. Đó, như Thành nói rồi, lực cầu của khối ngoại thì nó vẫn chưa đủ, nó cần phải có lực cầu của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Mà bây giờ cái tâm lý chính của những nhà đầu tư cá nhân trong nước ở thời điểm hiện tại là chỉ muốn bán thôi, chỉ muốn hồi lên để bán thôi. Đấy, thì vì vậy nên là chỉ số cần phải có thời gian hấp thụ, và khối ngoại họ mua ròng khoảng 100-200 tỷ như thế này thì nó vẫn chưa đủ để nó hấp thụ cái áp lực bán đó và cần thêm thời gian. Vậy nên là chỉ số có những cái nhịp giằng co nó là điều hoàn toàn bình thường. Rồi thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đáo hạn phái sinh. Thì nếu mà anh chị nào có đầu tư phái sinh thì cũng sẽ biết là phái sinh mỗi tháng nó sẽ đáo hạn một lần, đúng không? Và nó sẽ đáo hạn vào ngày thứ năm lần thứ ba của tháng đấy. Nếu mà anh chị nào không rõ thì cứ vào cái ngày đáo hạn anh chị sẽ thấy là ngày 20 tháng 4 thì ở trong cái ngày đáo hạn này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề là chỉ số VN30 thì nó sẽ bằng với cái chỉ số phái sinh này. Thì hiện tại chỉ số phái sinh này nó đang thấp hơn chỉ số VN30 khoảng 1,5 điểm. Thì vào ngày đó cái con số này sẽ trở về gần bằng không. Thì để cái con số này trở về gần bằng không thì bắt buộc là cái đội lãi, cái tay to hoặc là cái Big Boy thì họ sẽ có thể là họ bán bớt bên cơ sở, bán bớt các rổ cổ phiếu trong rổ VN30 nè, để họ cân bằng lại đối với cái chỉ số VN30 so với chỉ số phái sinh tại cái thời điểm đó. Đó thì từ đó chúng ta thấy là vào cái ngày đáo hạn phái sinh thì nó có một chút cái yếu tố là cái sự điều tiết. Tuy nhiên thì nó sẽ không quá nhiều đâu, và từ cái vấn đề điều tiết đó nó ảnh hưởng tới cái tâm lý nhà đầu tư. Có nghĩa là mọi người hay sợ là thị trường dễ bị điều tiết vào ngày đáo hạn phái sinh lắm, nên là sẽ không đầu tư vào ngày này, thị trường biến động mạnh nên là thôi bây giờ bối cảnh nó đang xấu, như nó đang không được khách quan như vậy rồi thì có thể là thoát bớt hàng trước rồi chờ cái động thái tiếp theo rồi mình quay trở lại sau trong giai đoạn sắp tới. Đó thì đó là những cái tâm lý mà mọi người vẫn hay sợ hãi, vẫn hay mắc phải ở thời điểm này. Nhưng theo thống kê thì số lượng phiên tăng trong ngày đáo hạn phái sinh nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với số lượng phiên giảm nha. Đó thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý thêm. Nếu nhiều anh chị cứ chờ bán trước đáo hạn đi rồi sau đáo hạn mua lại, đôi khi chúng ta lại phải mua vào một cái giá cao hơn. Đó là cái vấn đề mà gần như Thành muốn chia sẻ với anh chị ở thời điểm này. Nên cái cách giải quyết tốt nhất đối với những cái sự kiện đáo hạn phái sinh này thì chúng ta hãy nên hành động theo cái gọi là cái hướng đi của cổ phiếu của mình, hoặc là cái kế hoạch cho các cổ phiếu mà anh chị đưa ra ở những cái thời điểm này. Chẳng lẽ tháng nào cũng đáo hạn phái sinh thì tháng nào mình cũng cẩn trọng và tháng nào mình cũng hạ tỷ trọng như vậy? Thật ra nó không phù hợp đâu anh chị. Chẳng hạn như vào uptrend đi, Ngay và uptrend cứ vào đó hạn phái sinh là anh chị hạ tẩy trồng, rồi sau đó anh chị lại phải mua với giá cao hơn, thì liệu như vậy nó có hợp lý hay không, nó có phù hợp hay không, và đôi khi anh chị mất cái vị thế T cộng nữa đó. Thì từ đó chúng ta có thể thấy là cái ngày đáo hạn phái sinh nó chỉ là những cái yếu tố nó tác động về tâm lý thôi, còn nếu mà cái quyết định mua hoặc là bán cổ phiếu như thế nào đó thì nó phải phụ thuộc vào cái kế hoạch của các anh chị đầu tư cổ phiếu đó ra sao, và cái chiến lược và anh chị dành cho cổ phiếu đó, và cổ phiếu đó nó có diễn biến đúng với cái chiến lược của mình hay không. Còn diễn biến theo đáo hạn phái sinh hoặc là mua bán theo đáo hạn thì đó là cái điều mà Thành khuyến khích không nên. Thì Thành có một cái chia sẻ nữa cho anh chị, nếu mà anh chị nào chưa biết thì trong cái đáo hạn phái sinh thì nó sẽ có cái lượng giao dịch của khối ngoại. Thì tại sao Thành sẽ chia sẻ cái lượng giao dịch của khối ngoại, thì ở đây Thành sẽ hướng dẫn với anh chị ha. Rồi, thì đây là cái hợp đồng phái sinh, chúng ta sẽ có 4 loại hợp đồng phái sinh nha. Hợp đồng phái sinh tháng 4 nè, tháng 5, tháng 6 và tháng 9. Thì cái này có thể tháng 4 là F1M, thấy rồi tháng gì ạ? Tháng 5 là F2M. Đó anh chị hình dung ha, là tháng này và tháng sau đó. Đấy, thì anh chị nào giao dịch phái sinh thì sẽ biết cái này. Rồi, thì hợp đồng phái sinh tháng này thì đáo hạn vào ngày 20 tháng 4 và người ta sẽ giao dịch cái hợp đồng này nhiều nhất. Mà anh chị thấy khi mà xét về mặt khối ngoại thì trong những phiên trở đây, trong 2 phiên trở đây thôi, hay nói chính xác hơn là trong tuần này, thì họ đang thực hiện bán ròng. Nhưng ngày hôm nay là họ bán ròng hết 300 tỷ nè. Đó, họ bán ròng hết 300 tỷ. Rồi, thì ở chiều ngược lại, ở chỗ hợp đồng VN30 F2M thì anh chị sẽ thấy là gì ạ? Khối ngoại họ bắt đầu họ mua ròng họ mua ròng, nhưng ngày hôm nay họ cũng mua ròng lại gần 300 tỷ. Thì nếu mà anh chị cập nhật kỹ các con số này thì anh chị thấy là cái mức độ bán ròng và mua ròng nó sẽ tương đương với nhau. Thì từ đây chúng ta có thể là hiểu rằng khối ngoại họ đang cơ cấu lại cái hợp đồng mà họ đang nắm giữ. Thật ra các nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư vào phái sinh thì họ cũng có ý định nắm giữ thôi, chứ không có trading theo ngày như các nhà đầu tư cá nhân của mình. Đó, họ thường là họ đầu tư nắm giữ, họ mua rồi long short cái gì đó rồi họ nắm giữ, chứ họ không có trading theo ngày. Nên là tới những cái ngày đáo hạn họ bắt buộc là họ phải chuyển hợp đồng, mà gọi là với cái số vốn lớn, số tiền lớn của họ thì họ không thể nào họ đầu tư những cái hợp đồng hợp đồng tháng sau được ha. Họ không thể nào đầu tư trong cái đoạn trước đó, thì anh chị thấy là họ không có mua bán gì hết, đúng không ạ? Đấy, thì họ không thể nào đầu tư những hợp đồng tháng sau được, bởi vì những cái hợp đồng tháng sau như thế này nó không có thanh khoản. Khi mà anh chị nhìn về cái khối lượng thì anh chị sẽ thấy cái sự chênh lệch rất là nhiều. Khối lượng của hợp đồng tháng này là 159.000, đúng không ạ? 159.000 hợp đồng, nhưng mà bên dưới này thì có 9.000 hợp đồng mà thôi. Thì với cái sự chênh lệch khối lượng như vậy thì khối ngoại bắt buộc là họ phải đầu tư cái hợp đồng tháng này, mà đầu tư hợp đồng tháng hiện tại thì bắt buộc là phải đáo hạn vào ngày thứ 5 lần thứ 3 của mỗi tháng. Đấy, nên là tới gần những cái ngày đáo hạn mà họ muốn giữ được cái vị thế của mình thì bắt buộc là họ phải chuyển qua tháng sau. Thì họ chuyển qua tháng sau thì họ sẽ kết thúc vị thế ở hợp đồng tháng 1, có nghĩa là F1M, rồi xong sau đó họ lại qua họ tiếp tục họ lon ở hợp đồng tháng sau là F2M. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy là cái góc nhìn của các nhà đầu tư khối ngoại về phái sinh thì họ vẫn view gì, phái sinh sẽ đi lên trong những giai đoạn sắp tới. Đấy, nên là họ mới tiếp tục họ chuyển đổi và họ lon và họ nắm giữ trong giai đoạn tới. Đương nhiên ở đây là những cái góc nhìn tham khảo thôi nha, để mà anh chị sẽ thấy. Và qua đó chúng ta qua cái hành động khóa ngoại đó, không phải là chúng ta sẽ đầu tư theo khóa ngoại nha, không phải là chúng ta lon theo khóa ngoại hoặc là chúng ta cứ canh mua cổ phiếu theo khóa ngoại đâu. Nhưng mà qua đó thì chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là khi mà khóa ngoại họ cứ bán ròng họ bán ròng cái hợp đồng tháng này thì chắc chắn cái chỉ số nó sẽ khó mà tăng mạnh, khó tăng mạnh thôi nha. Còn việc nếm hành lực cầu nhà đầu tư trong nước đủ mạnh thì nó có quyền chỉ số có quyền là nó bứt thoát luôn đó. Nhưng mà ít nhất trong cái khoảng thời gian từ bây giờ tới ngày đáo hạn là ngày mai và ngày mốt đó, thì cái chỉ số nó sẽ khó tăng mạnh, mà nó cứ dập dìu trong một cái biên độ nhất định như thế này đó. Bởi vì sao? Bởi vì lên cái tự nhiên có hợp đồng khối ngoại họ sót xuống để họ bán xuống thì chắc chắn là sẽ chịu áp lực rất là lớn, đúng không? Đấy, thì từ những cái góc nhìn đó chúng ta sẽ thấy được trong có thể là 1 tới 2 ngày tới thì cái diễn biến thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục lên sình, nó vẫn sẽ tiếp tục giằng co. Và qua đó nếu mà không có sự tác động của nhà đầu tư cá nhân thì khi mà khối ngoại họ bán như vậy thì cái việc giằng co nó sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa. Và trong 2 cái ngày này những cái cổ phiếu nào mà tác động mạnh tới chỉ số, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà ảnh hưởng bởi phái sinh như là rổ VN30 nè, hoặc là các cái cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 nè, nó sẽ bị tác động rất là nhiều. Tại bởi vì sao? Bởi khi phái sinh giảm thì bắt buộc cơ sở phải có những cái chuyển biến theo, tại vì các cái tay to họ không để cái biên độ chênh lệch này quá nhiều đâu. Nên là phái sinh mà nó giảm rồi thì cơ sở bắt buộc cũng phải giảm theo. Nên là các cổ phiếu trong rổ VN30 nó lần lượt nó cũng sẽ giảm, nó cũng sẽ điều chỉnh theo. Đó, thì từ đó chúng ta sẽ thấy là các cái cổ phiếu như là ngân hàng hoặc là các cái cổ phiếu trụ trong 1 tới 2 phiên tới thì cái biên độ nó sẽ lình xình hơn một tí. Và nếu mà anh chị có nắm giữ những cái cổ phiếu ngân hàng này thì trong trường hợp là nó lình xình mà nó không vi phạm cái mức kết lót của các anh chị hay không vi phạm các cái giá mục tiêu của các anh chị á, thì anh chị vẫn yên tâm nắm giữ và chờ đợi qua cái tháng sau khi mà khối ngoại họ tiếp tục lon đấy, thì cái cơ hội ha, gọi là cái cơ hội cho các cái nhóm ngành ngân hàng nó sẽ được tốt hơn và nó được cởi mở hơn rất là nhiều trong giai đoạn sắp tới đó. Thì đó là thêm một cái góc nhìn cho anh chị nữa, đặc biệt là cho những anh chị nào đang nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại, để mà chúng ta có một cái góc nhìn nó khách quan nhất trong giai đoạn sắp tới ha. Thì nhìn chung các cổ phiếu ngân hàng á, thì một số cổ phiếu nó vẫn giữ nền được thì Thành thấy là vẫn ổn rồi, nó không có vấn đề gì hết. Dành cho anh chị nào nắm giữ thì vẫn yên tâm nắm giữ. Còn nếu mà anh chị nào mua mới á, thì vẫn có thể là mua được, nhưng mua với tỷ trọng vừa phải và mình chờ đợi những tín hiệu rõ ràng rồi mình gia tăng thêm. Tại vì sao? Tại vì khi mà các cổ phiếu ngân hàng á, thì cái gọi là khi mà anh chị mua với khối lượng lớn mà nó không tăng nhiều á, mà trong khi các cổ phiếu khác tăng ở trên thị trường, Thành lấy ví dụ như ngày hôm nay đi, bất động sản tăng nè, chứng khoán tăng nè, với hai cái nhóm ngành nó tăng thôi mà cổ phiếu ngân hàng của anh chị không tăng là chúng ta bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đúng không? Đấy, chúng ta bắt đầu muốn chuyển đổi rồi đúng không? Hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ bị chôn vốn, nó rất là khó chịu trong quá trình đầu tư của mình. Nên là anh chị hãy phân bổ cho nó phù hợp đối với tỷ trọng từng cái nhóm ngành ở thời điểm hiện tại nha. Đấy, thì các cổ phiếu ngân hàng thì Thành thấy có những cái cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngành ngân hàng có thể kể đến đó là BIDV ha. Thì với BIDV ở thời điểm hiện tại thì bắt đầu nó tích lũy trở lại rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng một cái nhịp bứt thoát từ cái vùng nền này đó, nó cũng ngay cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá 44 rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng có nhịp bứt thoát. Thì chúng ta vẫn sẽ chờ đợi thêm trong những nhịp sắp tới xem cái diễn biến của cổ phiếu nó như thế nào. Rồi tiếp theo đó là về cổ phiếu CTG thì nhịp trước Thành có chia sẻ rất là kỹ cho mọi người rồi đúng không? Những cái nhịp mà nó test về cái đường kênh cái đường trendline nè thì anh chị có thể là canh để mà anh chị mua được trong những cái đoạn sắp tới. Đương nhiên là như Thành nói rồi, mua với tỷ trọng vừa phải thôi, chứ hạn chế là mua full tỷ trọng hoặc là full margin tại những cái thời điểm như thế này ha, nó vô cùng nhạy cảm. MB cũng tương tự như thế, hôm nay nó test về cái mốc giá 18 khá là ổn, đó là anh chị nào có mua có đầu tư thì cũng có thể là lưu ý thêm những nhịp sắp tới, những nhịp back test lại của nó thì chúng ta có thể là chờ những cái cơ hội để mà chúng ta tham gia đối với nhóm ngành ngân hàng. Đương nhiên là anh chị nào mà thích cái sự an toàn thì chọn nhóm ngành ngân hàng là nó quá ổn rồi đúng không ạ? Cổ phiếu STB cũng tương tự như vậy, có những cái nhịp backtest về lại quanh vùng giá 25.4 25.5 gì đó, thì về lại vùng này nếu mà nó bật lên được thì anh chị canh, anh chị có thể là mua được đối với cổ phiếu ngân hàng đó. Rồi, TVBank thì nhịp này test về lại cái đường trendline phía bên dưới và cũng là MA20, và chúng ta thấy là cái cổ phiếu bám giữ trendline rất là ổn, thì chúng ta vẫn có thể là kiên nhẫn chúng ta theo dõi trong những nhịp sắp tới xem cái diễn biến của cổ phiếu như thế nào để chúng ta ra quyết định là chúng ta có mua vào cổ phiếu trong những giai đoạn tới hay không. Đó, khi mà nó chạm và nó bật lên rất là ổn nè thì anh chị có thể kiên nhẫn theo dõi thêm trong 1-2 phiên tới nữa xem nó như thế nào ha. Rồi, tiếp theo là HD thì bây giờ nó đã thủng cái đường trendline như thế này rồi ha. Nó thủng cái đường trendline này rồi, đường hỗ trợ này rồi, thì bây giờ chúng ta vẫn phải chờ cái câu chuyện là nó có test, nó có quay lên lại được cái đường hỗ trợ nữa hay không ha, hay là nó quay về nó test lại cái đường xu hướng phía bên dưới thì chúng ta vẫn phải chờ. Nếu mà nó quay lên lại được như thế này thì nó quá tốt rồi ha, nó test lại thì chúng ta mua ở nhịp sau. Còn nếu mà trong trường hợp nha, nó quay về lại cái đường xu hướng phía bên dưới đấy thì anh chị vẫn sẽ chờ về đây để mà chúng ta mua. Đấy, chúng ta sẽ chờ về đây mua vào thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ổn định hơn. Đó, anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý cho cổ phiếu HD Bank ha. VIB thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Nhìn chung các cổ phiếu ngân hàng đều đặn này nó lình xình rồi nên là cái diễn biến của nó sẽ giống nhau, khá giống nhau. Nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý. Con LV Bank thì hôm trước Thành có cân nhắc với anh chị rồi đúng không? Thành có cảnh báo cái vùng này rồi. Và cái thời điểm hiện tại nhiều anh chị vẫn đang muốn bắt đáy đối với cổ phiếu này. Thì bây giờ nó đang ở cái vùng hỗ trợ là mạnh. Đó là quanh 13.7, 13.8 gì đó. Cho tới vùng giá 14. Thì nếu mà về vùng này mà cổ phiếu nó bật lên được, hoặc là cổ phiếu nó tạo cái vùng cân bằng như cái nhịp này nè. Đó, cổ phiếu nó tạo cái vùng cân bằng tại đây á, mà nó hồi lên được thì anh chị đầu tư được. Còn nếu mà nó đang rơi như thế này thì anh chị hạn chế cái động thái là anh chị sẽ bắt đáy cổ phiếu trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Anh chị này, hoặc là những phiên giao dịch sắp tới luôn. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị nên lưu ý giúp Thành nha. SHB bắt đầu nó giảm rồi nè anh chị. Đó, anh chị nào có đầu tư thì để ý nha. Đó, bắt đầu nó giảm thì đó là lý do vì sao những cái phiên giao dịch trước đó Thành không có khuyến nghị mọi người mua, nó là như thế đó. Thì bây giờ nó giảm rồi thì nó sẽ dễ để mọi người chờ những cái vùng giá tốt hơn, những cái vùng giá hấp dẫn hơn để mà anh chị quay trở lại anh chị mua trong giai đoạn sắp tới. Thì thật ra lúc mà Thành chia sẻ là ở trên đây nè. Đấy, nó ở vùng trên đây nè. nhưng mà gọi là nó chưa giảm thì sẽ rất là ít ai mà tin, gọi là ít ai mà ngưng mua, đúng không? Cái cứ chờ nó điều chỉnh rồi mua đấy, ít ai mà chờ được đó. Nhưng mà khi nó giảm rồi thì mới thấy là cái sự chờ đợi của mình nó sẽ cho mình cái thành quả xứng đáng, đó là mình mua được cổ phiếu ở những vùng giá thấp. Đấy, con OCB thì cũng tương tự như vậy thôi, bắt buộc là anh chị phải chờ, nếu mà anh chị vội ở thời điểm hiện tại là không được đâu, sẽ rất là dễ chôn vốn đấy. Tiếp theo là chúng ta thấy là như con VIB Bank nè, nãy VIB Bank thì bây giờ nếu mà anh chị nào mà gọi là mà mất kiên nhẫn nhé, mất kiên nhẫn chúng ta mua cái đoạn trước này nè, thì có phải là chúng ta chờ đợi một khoảng thời gian vô cùng lâu đối với cái cổ phiếu TVBank này không? Đó, nếu mà anh chị nào mua những cái đoạn này nè, có phải anh chị chờ đợi đâu khoảng đó 15-16 phiên giao dịch, tức là khoảng 3 tuần giao dịch, gần cả tháng giao dịch mà giá nó lại giảm đó, thì từ đó sẽ rất là khó chịu, đúng không ạ? Và trong khoảng thời gian đó có thể là anh chị kiếm lời từ những cái nhóm ngành khác rất là tốt rồi. Đấy, thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý thêm trong giai đoạn sắp tới. Con Techcom nó cũng như thế đấy, bây giờ nó test về lại và nó lắp lại được cái vùng gap này á, thì anh chị có thể là canh, anh chị đầu tư được trong giai đoạn sắp tới, anh chị canh, anh chị mua, nó lắp lại vùng gap bên dưới này nè, quanh vùng giá 28.x, thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là theo dõi thêm. Còn ACB thì nó sẽ giống con CTG anh chị ha, nó test về lại cái vùng hỗ trợ phía bên dưới này nè, đấy, nó test về đây và nó bật lên được thì anh chị canh, anh chị đầu tư, nó vẫn sẽ rất là ok cho cổ phiếu ACB. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm, test về độ quanh 20, 24, 24.5 gì đấy. Đó, đó. Rồi, đấy thì nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành ngân hàng là thế thôi. Bởi vì như Thành có chia sẻ rồi, khối ngoại họ còn short hợp đồng phái sinh thì có lẽ thì cái nhóm thị trường nó sẽ còn lình xình. Thị trường còn lình xình thì tiền nó sẽ khó vào ngân hàng, mà tiền nó sẽ luân chuyển sang các cổ phiếu mid cap khác. Nếu mà anh chị bắt nhịp được, anh chị đánh thì rất là ok. Còn nếu không thì chúng ta cứ chờ đợi nó ổn định và chúng ta mua thăm dò một vài cổ phiếu ngân hàng trước để mà lấy cái sự an toàn của cái nhóm ngành này. Đó, anh chị nào thích sự an toàn thì chọn ngân hàng thôi. Rồi, tiếp theo là các cổ phiếu chứng khoán như là SSI thì hôm nay phục hồi rất là tốt rồi, đúng không? Đối với cái cổ phiếu này mà anh chị nào mà ở trong room VIP của Thành thì Thành đã có chia sẻ mua quanh cái vùng hỗ trợ, quanh cái đường xu hướng này rồi. Đó, thì anh chị nào mua được những cái giá như thế này quanh 21 hoặc là 21.2 thôi là chúng ta cũng đã rất yên tâm cho với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại rồi. Nó vẫn yên tâm nắm giữ. Đấy, anh chị nào có đầu tư thì cũng yên tâm về những cái khoản này. VND cũng tương tự như thế, Thành cũng đã báo mua quanh vùng giá 15. Đấy, trước đó Thành có đã báo mua rồi và Thành có báo luôn là về lại vùng 14 bên dưới này thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua thêm được. Đấy, nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng có thể là lưu ý. Còn đối với ở thời điểm hiện tại thì nếu mà mai hoặc là mốt nó có tăng, nó có lên tiếp á, thì Thành cũng không có khuyến khích để mà anh chị mua vào tại những cái nhịp sau đó nha. Anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm. VCI cũng tương tự như vậy, giai đoạn trước Thành đã cân nhắc rất là kỹ rồi. Thành đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều về cái vùng này rồi. Chia sẻ với anh chị rất là nhiều về cái vùng này rồi và Thành không có báo mua tại cái vùng này rồi. Đấy, nếu mà chúng ta tránh được cái vùng này là chúng ta đã tránh được cái tình trạng chôn vốn rồi, đúng không? Thay vì anh chị mua vùng này rồi anh chị kỳ vọng nó vượt đỉnh, nhưng mà sao ạ? Bây giờ nó quay về cái vùng này rồi, nó quay về cái vùng hỗ trợ thấp hơn là 30 cho tới 30.8. nếu mà anh chị nào tinh ý, anh chị bắt được vùng giá ngày hôm qua hoặc là hôm trước đó thì chắc chắn ở thời điểm tại chúng ta cũng đã có một cái mức lợi nhuận khá là ổn định cho cái cổ phiếu VCI này rồi ha. Nếu mà tính từ cái vùng này lên thì chúng ta cũng đã có gì ạ? Có khoảng 4% rồi. Đấy, mà cũng là một cái mức lợi nhuận tương đối ổn cho cái phiên giao dịch ngắn hạn ở thời điểm hiện tại ha. Rồi, HCM thì hôm nay cũng hồi rất là tốt. Thì hôm trước Thành cũng có chia sẻ rồi, đúng không? Một là về đây, hai là phải sẽ về gì? Và dưới đây thì hai cái vùng đó thì anh chị canh để mà anh chị tham gia. Còn phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã bứt thoát và nó vượt được cái cản chéo này rất là tốt rồi. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng lưu ý nắm giữ hàng thôi, còn mua mới thì Thành sẽ không có ưu tiên rồi ha. Anh chị nào mua mới thì Thành sẽ không có ưu tiên, nắm giữ thì vẫn nắm giữ được ở thời điểm hiện tại thôi ha. Anh chị nào có đầu tư thì cần lưu ý thêm nha. Còn các cổ phiếu như là SHS hoặc là FTS là các cổ phiếu này nó qua điểm mua đẹp rồi, hoặc là CTS là CTS hôm trước Thành có chia sẻ rồi, đúng không? Đấy, thì các cổ phiếu này tính tới thời điểm hiện tại là nó không còn điểm mua đẹp nữa, nên là việc anh chị có FOMO hoặc là anh chị mua đuổi trong những cái đoạn sắp tới thì Thành nghĩ là không nên nha. Chúng ta nên chờ những cái nhịp chỉnh để mà chúng ta tham gia thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, thì ban chứng rồi thì chúng ta sẽ tới thép. Thép thì ở thời điểm hiện tại cũng nhiều anh chị muốn đầu tư trở lại lắm, nhưng mà góc độ cá nhân của Thành Thành thấy có một cái là nó vẫn đang có cái kháng cự phía bên trên này, ít nhất là giá nó vẫn đang nằm dưới MA 10 và dưới MA 20 thì chưa thể nào mà nó bứt thoát một cách mạnh mẽ được. Thì bây giờ cái câu chuyện của anh chị là anh chị có thể là chờ khi nào nó vượt được cái này rồi chúng ta đầu tư thì nó sẽ an toàn rất là nhiều, hoặc là nó có kháng cự trên đây nè. Đấy, nó kháng cự trên một khoảng 16.5 và khi nào nó vượt được cái thằng này, nó tăng, nó vượt được thằng này và nó test lại ở đây thì anh chị đầu tư ở những nhịp sau nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Nếu mà anh chị nào có thích nhóm ngành thép quá thì có thể là chờ những cái nhịp này để đánh. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mua trước ở đây và chờ nó vượt thì điều này nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ rất là nguy hiểm ha. Bắt buộc là anh chị phải chấp nhận cái mức độ rủi ro cao. bởi vì nó có cái vùng hỗ trợ bên dưới này, và nếu mà anh chị mua ở đây á, nếu mà nó thủng cái vùng này, nó thủng cái vùng giá 15 thì bắt buộc là anh chị phải ra hàng. Nhưng trong trường hợp nếu mà anh chị mua mà lỡ trong phiên đó nó thủng luôn đó thì sẽ rất là khó, bắt buộc anh chị phải đợi hàng về. Thì lúc khi mà hàng về rồi thì cái xác suất lỗ của mình nó sẽ gì ạ, nó sẽ cao hơn nữa đó. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý cho cái nhóm thép ở thời điểm hiện tại. Con Nam Kim cũng thế đó anh chị, Nam Kim được cái tốt hơn là nó vượt trên MA10 thôi, còn giá thì nó vẫn nằm dưới MA20, nó vẫn nằm ngay bên dưới cái kháng cự này đó, kháng cự quanh giá 16 đấy. Thì cái câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ như thế, an toàn thì hãy chờ nó vượt đi, nó vượt rồi quay trở lại mua sau, đầu tư sau thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, còn không thì vẫn sẽ chờ, vẫn sẽ chờ cho nó cân bằng trở lại, rồi chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư. Đấy, con Hòa Phát cũng tương tự như thế đó anh chị. Hòa Phát thì được cái là nó đang được giữ giá khá là tốt nên là cái diễn biến của nó sẽ khỏe hơn. Đấy, anh tùy vào góc độ của các anh chị, nếu mà cảm thấy là mình chấp nhận rủi ro được ở những cái nhịp này đó, chẳng hạn như con Hòa Phát nè, nó vẫn giữ được quanh MA20, MA10 đấy thì nó cũng là một cái tín hiệu khá là ổn đó. Thì tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của các anh chị. Tuy nhiên thì Hòa Phát đó nha, Hòa Phát là cái biên lợi nhuận sẽ thấp đấy, Hòa Phát biên lợi nhuận sẽ thấp nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm nha. Rồi thì về cái nhóm ngành bán lẻ, thì ở đây Thành có lưu ý một vài cổ phiếu. Thì đương nhiên các cổ phiếu này vẫn là các cổ phiếu mid cap và chủ đạo để anh chị lướt sóng thôi, tại vì nó có cái câu chuyện về giảm thuế giá trị gia tăng ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ tạo cái động lực cho ngành bán lẻ tốt hơn đấy. Nên là mình có thể làm cân nhắc với câu chuyện này, mình tham gia trong những cái này sắp tới. Thì khi mà các cái mã như là FRT mà nó còn trong cái biên độ này thì anh chị có thể là anh chị canh mua được đối với cổ phiếu FRT đấy, trong biên độ này, và anh chị mua trước một phần nhỏ thôi nha, khoảng 20 cho tới 30% tỷ trọng thôi. Còn khi nào nó vượt lên á, nó vượt lên luôn thì anh chị sẽ mua thêm. Còn khi nào nó test lại và nó bật lên một lần nữa thì lúc đó anh chị sẽ mua thêm một lần nữa. Thì có thể là anh chị tổng ra anh chị sẽ chia ra 3 lần mua để anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Hoặc là con DGW cũng tương tự như vậy nè. Đấy, nó đang ở trong vùng nền thì anh chị mua trước một phần, anh chị có thể là mua trước một phần trong vùng nền, rồi sau đó nó vượt khỏi vùng nền thì anh chị sẽ mua thêm, và nó test lại vùng nền này đấy, nó vượt và test lại. Đấy thì lúc này gì ạ? Lúc này thì sao? Lúc này thì chúng ta sẽ mua thêm một chip nữa ở đây hả? Tùy vào cái gọi là cái góc độ cá nhân và cái hướng đi vốn của các anh chị như thế nào thì mình sẽ tùy vào từng cổ phiếu mình sẽ hành động. Rồi, các cổ phiếu trụ thì có lẽ là trong tuần này cái điểm mua thì Thành sẽ chưa ưu tiên. Thì như Thành nói đó, các cổ phiếu trong rổ VN30 hoặc là các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ chịu áp lực đến từ việc đáo hạn phái sinh trong những cái hành động cơ cấu hợp đồng của khối ngoại, nên là ở thời điểm hiện tại cá nhân Thành thì Thành sẽ chưa ưu tiên nhiều lắm. Có thể là đưa vào danh sách theo dõi được vì con MWG nó cũng chỉnh về cái hỗ trợ rồi thì vẫn đưa vào danh sách theo dõi được, chờ cái thị trường phái sinh nó ổn định rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư cho các cổ phiếu này ha. Còn nếu mà trong trường hợp nó vẫn có tín hiệu tốt thì anh chị vẫn đầu tư được nha. Nếu mà trong trường hợp mà nó test về đây mà nó bật lên được á thì anh chị vẫn đầu tư được, còn nếu mà nó cứ lình xình thì chúng ta cứ theo dõi thôi đó, thì để mà tránh cái trường hợp là nó chôn vốn của các anh chị ở thời điểm hiện tại thôi. Rồi, các cổ phiếu như là NTL, các cổ phiếu bất động sản thì hôm nay hồi rất là tốt rồi, một số cổ phiếu hồi về quanh đỉnh luôn như cổ phiếu DIG nè. Nhưng mà góc độ cá nhân của Thành á, thì cái vùng này nếu mà ngày mai mà anh chị mua thì chắc chắn là không còn giá đẹp nữa Và Thành cũng đánh giá luôn những cái nhịp hồi sau này của bất động sản nó sẽ hồi ngắn hơn, nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị nên lưu ý, và có lẽ là Thành sẽ hạn chế cho cái động thái mua mới trong phiên ngày mai đối với các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Nên là anh chị nào có mua mới trong phiên ngày mai thì nên lưu ý và nên hạn chế giúp Thành nha. Đó, các cổ phiếu là Nam Long, Nhà Từ Liêm là thì cá nhân Thành sẽ rất là hạn chế, có hàng thì có thể là cầm được, còn mua mới thì trong phiên ngày mai thì sẽ không được ưu tiên SCR Thành cũng báo rồi đúng không? Thành báo có đoạn trước là về quanh giá 7 thì canh đầu tư được. Con Đất Xanh tương tự như thế, về quanh hai vùng hỗ trợ phía bên dưới này nè. Đấy, hôm nay nó về y chang cái vùng này luôn. Đấy, thì về quanh vùng này thì anh chị vẫn có thể đầu tư được. Con DG cũng tương tự như thế, Thành đã có báo rồi đúng không ạ? Đấy, anh chị nào trong cái nhóm viết của Thành thì cũng sẽ được báo đối với con DG đúng không? Đấy, và HDC, HDC thì về vùng này và bật lên lại được thì anh chị vẫn thể đầu tư được. Tuy nhiên thì ở những cái nhịp này như Thành nói rồi, cái điểm mua nó không còn đẹp nữa, nên là anh chị có mua thì anh chị cũng nên hạn chế một chút nha. Đấy, có mỗi con KDH là nó vẫn chưa chạy, nó vẫn giữ nhịp quanh đây thì nó khá là ổn. Tuy nhiên thì nó một trong những cái cổ phiếu khá là chậm của nhóm ngành bất động sản, nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng có thể là lưu ý và cân nhắc thêm nha. CEO thì cũng tương tự như thế thôi, thì hôm giai đoạn trước Thành có chia sẻ rồi đúng không? Nó mà test về nó cái vùng này rất là dễ thủng, và khi nó thủng này sẽ rất dễ test về lại quanh đây. Đấy, thì anh chị nào mà canh mua được CEO trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì quá tốt rồi. Đấy, hàng về thì mình lướt tới cộng thôi, còn góc độ nắm dài hạn thì đoạn này thì chưa nha. Đấy, nhóm khu công nghiệp thì nó cũng khá giống nhóm bất động sản anh chị ha. Đấy, thì con KBC này cũng sẽ tương tự như vậy. Tuy nhiên thì các cái mã như là IDC nè, nếu mà nó có nhịp test về lại quanh 30, 37, 38 á, thì chị canh anh chị đầu tư được. Con VGC cũng tương tự như thế, thì tại những vùng này bắt đầu sẽ tích lũy trở lại. ha. Nó tích lũy trở lại từ 2 tới 3 phiên nữa, rồi sau đó nó an toàn ổn định thì nó sẽ bật tăng tiếp trong những nhịp sắp tới. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý. Còn HDC cũng tương tự như vậy, nó gặp kháng cự rồi ha, nó gặp gần kháng cự rồi thì cái góc nhìn của chúng ta nó sẽ không được gì ạ, cái cơ hội hoặc là cái dư địa của mình nó sẽ không được nhiều nữa. Nên là bây giờ anh chị có thể là theo cái hướng mũi tên này đó, chờ nó vượt lên đi rồi chúng ta sẽ đầu tư ở những nhịp tiếp theo đó. Nó vượt lên, nó test lại rồi chúng ta sẽ mua những nhịp tiếp theo. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý. Rồi ngoài khu công nghiệp thì hôm nay có cái ngành thủy sản là nó tăng rất là tốt, chẳng hạn như ANV hoặc là IDI. Thì hai cái cổ phiếu này Thành đã có báo anh chị là tập trung nhiều trong cái giai đoạn trước rồi đúng không? Thì anh chị nào có tập trung đầu tư hai cổ phiếu này thì cũng đã được một cái kết quả nhất định. Đấy, thì đối với các cổ phiếu như là ANV ở thời điểm hiện tại, nếu mà anh chị nào muốn mua hoặc thích mua và mai mà nó có những cái nhịp back test về độ quanh 12 á, thì anh chị canh anh chị mua được. Còn tăng luôn thì thôi nha, tăng luôn thì thôi bỏ qua. Đấy, nó test về độ quanh 12 mà nó bật lên đó, thì anh chị mua được. Đó, nó vẫn còn dư địa cho anh chị đầu tư, còn tăng luôn thì thôi bỏ qua. ANV là gần như là không có điểm mua rồi, nó ngay cái kháng cự phía bên trên rồi, nên là vùng này Thành không có khuyến khích, không có ưu tiên nữa cho cổ phiếu ANV ha. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý. Thì hôm nay cái nhóm ngành đầu tư công nó hồi lại rất là tốt. Thì hôm trước Thành có chia sẻ rồi, cái vùng này là cái vùng mà anh chị nắm cổ phiếu thôi, còn góc độ mua mới thì sẽ không ưu tiên, bởi vì nó đang trong một cái vùng khá là nhạy cảm. Thì hôm nay nó đã hồi lên lại được rất là tốt rồi, chẳng hạn như cổ phiếu VCG đi, hôm nay nó hồi lên được và nó đang có xu hướng là quay lại trên line. Thì cái góc độ hôm trước Thành có tư vấn rồi đúng không, nếu mà muốn đầu tư lại cho các cổ phiếu này thì nó phải vượt lại trên line rồi sau đó gì ạ, nó test lại và nó bật lên ở nhịp thứ hai này nè, chúng ta sẽ mua ở nhịp thứ hai. Đấy, chúng ta sẽ mua ở nhịp này. Đấy, để tùy vào cái góc độ đầu tư của các anh chị ha. Nên là Thành thì Thành vẫn sẽ chờ những cái nhịp test lại thì Thành sẽ mua ở những nhịp đấy. Rồi FCN thì cũng tương tự như thế. FCN hôm qua chạm trên line rồi, hôm nay bật rất là tốt. Đối với cổ phiếu FCN thì FCN là nó test lại rất là ổn rồi, thì nhịp này nó vẫn sẽ tiếp tục giữ cái đà để mà lên tiếp trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý, có hàng thì cứ cầm thôi, còn mua mới ở vùng này là gần như là không còn cái điểm mua đẹp nữa. Nhưng có HHV nè anh chị, HHV bây giờ nó trở lại cái xu hướng rồi nè anh chị ha, nó trở lại xu hướng rồi thì anh chị để ý một tí giúp Thành, nó trở lại rồi và nó lên, nó test lại và nó bật lên được hay không. Thì những cái nhịp sau này nè, để những cái nhịp bật phía sau thì anh chị canh, anh chị đầu tư vẫn rất là hiệu quả. Đó, anh chị nào có đầu tư con HHV thì cũng có thể là lưu ý nha. Mình cũng không cần phải vội là mình phải mua được giá thấp nhất đâu anh chị, mình mua được giá an toàn nhất là nó ok lắm rồi. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý thêm. Tiếp theo là con LCG thì nó đang có cái kháng cự là quanh 13.5. đấy, nếu mà anh chị mua những vùng này thì hiện tại con LCG nó vẫn khá là khỏe, nhưng mà nếu mà anh chị mua những vùng này á, thì cái dư địa của anh chị tới cái vùng chốt lời á, nó sẽ không còn bao nhiêu hết. Đó, nó sẽ rất là khó để mà anh chị có thể là nắm giữ đối với các cổ phiếu này. Nên là anh chị nào có hàng thì anh chị nắm giữ thôi, còn góc độ mua mới á, ở thời điểm hiện tại thì Thành vẫn chưa ưu tiên. Đấy, nếu mà nó có nhịp test, nhịp đồ á, test về lại quanh 12 á, thì Thành vẫn sẽ lưu ý lại sau. Còn nếu mà nó vượt hẳn 13 luôn á, thì lúc đó Thành sẽ đầu tư nhịp sau. Nếu mà nó vượt được 13 và nó test lại mà nó lên được như vậy á, là chứng tỏ nó còn tăng một đoạn nữa. Nên là mình cũng không sợ gì để mình phải mất cơ hội ở thời điểm hiện tại hết. Nên là anh chị nào có đầu tư thì nên lưu ý thêm. Rồi các cổ phiếu như là CI đi, CI ở thời điểm hiện tại thì cũng đang test lại vùng hỗ trợ rất là tốt đúng không, quanh 14.5 nè. Thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng lưu ý lại những vùng hỗ trợ này quanh 14.5, nó test về mà nó bật lên được thì anh chị cũng có thể là canh, anh chị tham gia. Đương nhiên là đánh ngắn thôi nha, cái câu chuyện của con CI thì nó có thể là ngắn hạn lên được quanh 16 thôi. Đấy, nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là cân nhắc thêm trong những cái đoạn sắp tới ha. Rồi, ok, thì nhóm ngành dầu khí là một trong những nhóm ngành mà Thành có thể là ưu tiên trong những phiên giao dịch sắp tới, khi mà nó bắt đầu nó tích lũy trở lại tại những cái vùng hỗ trợ quan trọng và hôm nay nó đã bật lên rất là tốt rồi. Thì cái bức tranh dầu khí thì hôm trước Thành đã có làm video, Thành chia sẻ cho các anh chị rồi về bức tranh dầu khí ở thời điểm hiện tại, chẳng hạn như các cổ phiếu BVD này, nó đã bước qua được cái giai đoạn khó khăn và trong những giai đoạn sắp tới là giai đoạn khai thác về các cái giàn khoan của các cái doanh nghiệp này. Nên là anh chị nào có đầu tư thì Thành nghĩ là có thể là chọn một cái cổ phiếu dầu khí trong danh mục của mình để mà chọn lựa thời điểm đầu tư dài hạn, nó sẽ khá là phù hợp. Còn bây giờ thì chỉ ưu tiên đánh ngắn hạn mà thôi ha. Anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý. Rồi thì đối với con BVD ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang duy trì trong nguyên độ tích lũy này đúng không? Đấy, thì anh chị nào có mua thì vẫn có thể là mua thăm dò trong đây một phần được, và khi nào mà nó bứt thoát lên được cái biên độ tích lũy, nó thoát khỏi biên độ tích lũy á, thì anh chị có thể là mua gia tăng ở giai đoạn phía sau. Đấy, giai đoạn phía sau là quanh đâu đó khoảng 20.8 cho tới 21 đó. Nếu mà nó vượt được cái vùng này thì anh chị sẽ mua gia tăng ở giai đoạn sau. Đó là về cổ phiếu BVD. BVS thì do là cái biên độ nó lớn quá nên là Thành sẽ không tư vấn cái cổ phiếu này ha. Thành sẽ có tư vấn thêm cho anh chị cổ phiếu BSR. Thì BSR ở thời điểm hiện tại thì nó test về lại vùng nền khá là ổn anh chị ha. Nó test về lại cái vùng nền trước đó khá là ổn. Thì trong cái vùng nền này cổ phiếu vẫn đang giằng co rất là tốt. Thì nếu mà cổ phiếu duy trì cái tín hiệu giằng co này trong một vài phiên nữa thì cái xác suất mà cổ phiếu nó bật lên hoặc là bứt thoát lên được khỏi cái vùng nền này sẽ rất là cao trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư vào BSR thì cũng có thể là lưu ý trong giai đoạn sắp tới nha. Mình chọn những cái thời điểm rung lắc để mình canh mình mua vào trong những ngày tới. Cũng BVT cũng tương tự như vậy thôi. Thì bắt đầu về đây bắt đầu sẽ tích lũy trở lại và nó sẽ có những cái nhịp bật ở giai đoạn sau đó. Thì mình vẫn sẽ chờ những cái nhịp bật này để mình có thể là theo dõi mình đầu tư. Hoặc là anh chị nào thích mạo hiểm tí thì có thể là mua thăm dò trước một phần ở thời điểm hiện tại cũng được, và chờ thêm cái tín hiệu rõ ràng thì chúng ta sẽ mua thêm đấy. Như BVC nè, nhịp này hồi lên rất là tốt đúng không ạ? Nhịp này bật lên tại vùng này rất là tốt thì nó vẫn là những cái cơ hội để mà anh chị xem xét và anh chị đầu tư đối với các cổ phiếu như là BVC, BVT, BSR hoặc là BVD ha. Đấy, một số cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí Thành chia sẻ thêm cho các anh chị rồi. Thì hôm nay Thành cũng đã chia sẻ khá là nhiều về các cơ hội đầu tư cho các anh chị rồi. Chủ đạo sẽ nằm ở các cổ phiếu như là nhóm dầu khí nè, hoặc là một vài cổ phiếu ngân hàng mua với tỷ trọng nhỏ, hoặc là một vài cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp chẳng hạn như vậy. Đấy, thì đó là những cái cơ hội mà Thành muốn chia sẻ thêm cho các anh chị để mà anh chị đầu tư trong giai đoạn tới. Còn đối với những cái ngành như là bất động sản hoặc là chứng khoán trong giao dịch ngày hôm nay á, thì nó đã tăng rồi và gần như cái điểm mua đẹp của mình không còn nữa. Anh chị nào mà chấp nhận rủi ro hoặc là mạo hiểm hơn một tí thì có thể là đến ngành thép. Đấy, còn các cái cổ phiếu mid cap còn lại thì ở thời điểm hiện tại thì Thành sẽ không có khuyến khích quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thị trường mà nó thuận lợi á, thì dòng tiền chắc chắn sẽ tìm đến các cái nhóm ngành chính để giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị có thể là lưu ý thêm ha. Nếu anh chị thấy nội dung hay thì có thể là đăng ký kênh ủng hộ Thành và cho Thành một like nhé. Và anh chị có thể là cần hỗ trợ tư vấn thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thành thông qua số điện thoại ở trong phần video, hoặc là có thể là tham gia nhóm cộng đồng ở bên dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi và chia sẻ về góc nhìn thị trường trong giai đoạn sắp tới. Hãy hy vọng được hợp tác với anh chị trong giai đoạn tới nha, và chúc anh chị có một phiên giao dịch thành công vào ngày mai nhé.